Thì đối với người lớn á, hệ tim mạch nó khá ổn định, nó chỉ bị ảnh hưởng bởi những cái yếu tố bên ngoài thôi. Nhưng riêng hệ tim mạch trẻ em á, trước sanh và sau sanh nó sẽ có sự khác nhau. Vậy thì tuần hoàn bào thai có từ cuối tháng thứ hai của thai kỳ và phát triển đến lúc sanh. 3 tháng đầu là thời kỳ biệt hóa các cơ quan. Từ tháng thứ tư trở đi thì bắt đầu có nhau thai. Nhau thai có nhiệm vụ cung cấp oxy là chất dinh dưỡng qua tĩnh mạch rốn và lấy đi thán khí chất cặn bã nhờ hai động mạch rốn. Thì mình thấy nó tuần hoàn của bào thai á, nó sẽ khác biệt với tuần hoàn bình thường. Bình thường á, mình nói là động mạch phải chứa máu nhiều oxy, còn tĩnh mạch thì máu thẳm chứa nhiều CO2. Động mạch rốn nó có hai cái động mạch rốn lận, thì khi mà cắt rốn mình sẽ thấy một tĩnh mạch và hai động mạch. Bình thường trong bào thai thì thai sẽ được dinh dưỡng từ máu mẹ qua cái bánh nhau. Bánh nhau này nó bám vào cái tử cung để nó lấy trao đổi chất, nó lấy chất dinh dưỡng và oxy. Nó di chuyển qua tĩnh mạch rốn. Tĩnh mạch rốn nó có hai cái nhánh, một cái nhánh gắn với ống tĩnh mạch, một cái nhánh sẽ đi vào gan, và cả hai đường này cuối cùng máu nó cũng đi vào tĩnh mạch chủ dưới. Tĩnh mạch chủ dưới này nó sẽ di chuyển máu đi vào nhĩ bên phải. Máu từ nhĩ bên phải này một phần sẽ đi qua lỗ bầu dục, cái lỗ thông giữa nhĩ bên phải và nhĩ bên trái. Nó một phần máu nó đi qua cái lỗ này, từ nhĩ trái đi xuống thất trái để lên dòng tuần hoàn và nuôi cơ thể. Một phần nó sẽ đi theo cái đường bình thường của nó, nhĩ bên phải đi xuống thất bên phải và đi theo động mạch phổi. Vậy thì đi theo động mạch phổi thì mình thấy là cái kháng lực của phổi trong thời kỳ bào thai á, kháng lực nó rất là cao, trẻ không thể nào hô hấp được, cho nên buộc lòng nó phải đi qua luôn cung động mạch. Từ động mạch phổi đi qua luôn cung động mạch bằng cái ống động mạch. Ống động mạch là nơi nối giữa động mạch phổi và động mạch chủ. Và tới đây khi mà đi nuôi cơ thể tới cái phần mà động mạch chủ bụng á, nó sẽ tẻ nhánh đi vào động mạch rốn, trả về bánh nhau chất cặn bã và khí CO2. Thế là hết cái vòng tuần hoàn bào thai. Nó chia hai nhánh nha, tĩnh mạch rốn nè, nó chia hai nhánh thì mỗi cái là 50%. Và đi vào nhĩ phải thì 1/3 lưu lượng qua lỗ bầu dục, còn 2/3 nó đi xuống cái đường bình thường của nó là thất bên phải. 1/3 này nó sẽ đi theo cái nhĩ bên trái xuống thất bên trái và đi nuôi phần trên của cơ thể, mà nuôi động mạch não nè, chi trên nè, động mạch vành, phần trên của cơ thể. Tới phần dưới, máu từ tĩnh mạch chủ chưa được oxy hóa đến tim phải và vào động mạch. Đây tĩnh mạch chủ trên nè. Và sau khi nó trao đổi xong rồi đó, nó dinh dưỡng xong cho phần trên ở não nữa ha, thì nó sẽ quay trở ngược về đây để nó đổ vào cái tim bên phải. Tim bên phải này đi theo dòng tuần hoàn bình thường lên động mạch phổi thì chỉ có 10% là lên phổi thôi, và 90% là nó sẽ qua ống động mạch để nó đi tới động mạch chủ. Máu ở thất bên phải là máu trộn, mình thấy màu nó khác ha, hàm lượng oxy thấp hơn và đổ vào động mạch rốn về bánh nhau. Mình thấy trước khi sanh và sau khi sanh nó sẽ có sự thay đổi, không có lỗ thông, không tồn tại ống động mạch, không có tĩnh mạch rốn, không có động mạch rốn. Di tích của cái tuần hoàn trước sanh á, và thường là biểu hiện của dây chằng, sau sanh động mạch rốn nó sẽ teo, phần gần á trở thành động mạch bàng quang trên, phần xa thì trở thành dây chằng rốn bên. Tĩnh mạch rốn thì cũng teo trở thành dây chằng tròn của gan, ống tĩnh mạch trở thành dây chằng tĩnh mạch gan, ống động mạch sẽ trở thành dây chằng động mạch và lỗ bầu dục thì cũng đóng luôn. Và có một số người cũng tồn tại nhưng mà lỗ nhỏ, nó không ảnh hưởng tới huyết động mạch, lỗ càng lớn thì càng nặng, càng phải giải quyết. Vậy thì ống động mạch đóng là do hàm lượng oxy tăng cao, prolactin giảm, dẫn đến là ống động mạch đóng có thể là vài giờ đến vài tuần sau sanh, còn lỗ bầu dục về chức năng vào tháng thứ ba sau sanh. Vậy thì tuần hoàn thai sẽ ngưng hoạt động sau cái động tác mà chúng ta kẹp cắt rốn. Mình có hai cái vòng tuần hoàn.
đại tuần hoàn và tiểu tuần hoàn. Đại tuần hoàn là mình nói về cái vòng tuần hoàn nuôi cơ thể, tiểu tuần hoàn phổi thì phổi bắt đầu hoạt động sau khi đẻ sanh ra và có động tác thở đầu tiên thì máu lên phổi sẽ tăng, lượng bão hòa oxy trong máu tăng làm giãn mạch phổi ra và bắt đầu trao đổi. Áp lực tim bên trái nó sẽ nhiều hơn tim bên phải, động mạch chủ nó cao hơn động mạch phổi, vì vậy cho nên là lỗ bầu dục và cái ống động mạch nó đóng không đóng, tức là tồn tại tim bẩm sinh. Tim thì nằm trong lồng ngực, mình biết rồi, trên cơ hoành ở sơ sinh thì gần như tim nó nằm ngang, từ 4 tuổi trở lên thì tim vị trí giống như người lớn, ở vị trí thẳng, mõm tim chết sang trái, tại vì phổi với lồng ngực nó phát triển, nó dài ra, nó đẩy cơ hoành xuống. Sơ sinh thì tim nó hơi tròn, càng lớn thấp bên trái càng dày hơn, khả năng co bóp mạnh hơn. Lúc sanh tim nặng khoảng 20 đến 25 gram, 7 tháng thì gấp đôi và 15 tuổi thì gấp 10 lần. Tim của trẻ nhỏ thì vách nó mỏng, cơ tim ngắn, mô liên kết kém phát triển, nhiều nhân tròn và khả năng giãn nở co bóp nó thích nghi kém. Nhất là khi mà có trường hợp suy tim thì nó chỉ biết là tăng nhịp tim thôi. Rồi trẻ lớn thì sao? Cơ tim, cái mô liên kết nó phát triển hơn và các sợi cơ dần dần nó tách rời nhau để vị trí đó cho mạch máu luồn vào nó dinh dưỡng. Ở sơ sinh đến 2 tuổi thì mình thấy là mõm tim nằm ở khoảng liên sườn thứ tư, 2 đến 7 tuổi, 7 tới 12 tuổi thì ở khoảng liên sườn thứ năm. Thì tim to thì mõm tim lệch ra ngoài, thất trái to thì mõm tim lệch ra ngoài mà hướng xuống, thất phải to thì mõm tim lệch ra ngoài và hướng lên trên. Vùng đục của tim thì thường khó xác định, càng lớn thì tĩnh mạch đường kính nó càng tăng hơn là cái động mạch. Trẻ dưới 10 tuổi thì động mạch phổi lớn hơn động mạch chủ, dung tích tim càng ngày càng tăng và lòng mao mạch ở trẻ sơ sinh thì rộng hơn người lớn, phát triển nhiều nhất trong năm đầu và đến tuổi dậy thì nó dừng. Nghe tiếng tim thì mình thấy tiếng tim của trẻ em nó nhanh, tần số thì tăng, sơ sinh là tần số khoảng 150 cộng thêm 10 lần trên phút. Mạch thì mạnh rõ, còn nó làm gì gắng sức đó thì nó dễ thay đổi mạch. Cho nên chúng ta đối với trẻ, chúng ta đếm nhịp thở hay là mình đếm mạch gì á, mình cũng phải để cho nó nằm yên khi ngủ, nó không có kích thích thì mình chúng ta đếm mới đúng. Và đếm mà thường thì chúng ta phải đếm trọn, tại vì nhịp tim nó có thể là thay đổi, đặc biệt là nhịp thở ha, mình phải đếm trọn trong 1 phút. Ở lứa tuổi sơ sinh thì nó có cái trường hợp cơn ngưng thở ngắn, nếu mà chúng ta không đếm trọn chúng ta sẽ có thể lầm lẫn là nó thở đều, chúng ta bỏ qua bệnh lý. Huyết áp thì tùy lứa tuổi nó có công thức huyết áp khác nhau chứ không phải bất di bất dịch giống như người lớn đâu ha. Để dễ nhớ cho các em thì chúng ta có cái công thức tính huyết áp. Huyết áp tối đa bằng 80 cộng 2 nhân số tuổi, huyết áp tối thiểu bằng 1 phần 22 phần 3 của huyết áp tối đa, hoặc là huyết áp tối đa chia 2 cộng 10 tốc độ tuần hoàn. Tại vì trẻ nó nhỏ quá, nhu cầu nó tăng cao nhất là trong năm đầu thì bắt buộc là tốc độ tuần hoàn nó phải nhanh để đáp ứng kịp thời với nhu cầu của cơ thể. Lưu lượng máu thì tùy theo lứa tuổi, nó là so theo cái công thức cân nặng hay nó giảm, nhưng mà mình nhân số ký, ví dụ sơ sinh mình nói 3 kg nhân vô đây thử coi, rồi nhũ nhi thì mấy chục ký nhân vô nó phải khác rồi. Vậy thì muốn có một cái sức khỏe tốt đòi hỏi thì hệ tim mạch là phải khỏe mạnh, tại vì cái cơ quan tim mạch rất là quan trọng đối với cơ thể. Và bệnh tim mạch có thể liên quan tới yếu tố di truyền, yếu tố gia đình, cải thiện môi trường sống, dinh dưỡng tốt, nâng cao thể trạng, hạn chế tiếp xúc với những cái yếu tố nguy cơ mắc mang. Chúng ta phải phát hiện và điều trị sớm viêm họng do liên cầu khuẩn tăng huyết, tập thể dục, tránh béo phì, tránh cao huyết áp, không ăn mặn, không ăn nhiều mỡ, và để cái tinh thần mình lúc nào cũng phải thoải mái, đừng có bị căng thẳng chết gì hết ha. Phát hiện và chẩn đoán bệnh tim sớm và điều trị tích cực, không nên gắng sức quá mức, không hút thuốc lá, không uống rượu, ăn uống phải lành mạnh, sinh hoạt điều độ, tức là mình học hành hay mình nghỉ ngơi, mình làm việc thì cũng phải có thời gian.